À, chào các anh em trên kênh miền Tây Solar ha. Bữa nay là ngày thứ sáu, ngày 25 tháng 3 2022. Thì mình tiếp tục lại gói đèn mọi người. Bây giờ mình gói tới cái CD mới đi công tác về, mới chạy ngoài thị trấn về, tranh thủ gói riết cho mấy ông anh xong buổi sáng, đi gửi cho anh kịp buổi sáng ha. Thì giờ mình gói tới cái CD 80W rồi, để gửi cho anh Phạm Minh Hùng ở ấp Thuận Điền, xã An Hiệp, Châu Thành, Bến Tre. Thì anh em theo dõi mình mấy ngày qua thì thấy cái địa chỉ này và cái tên anh này thì quen lắm phải không mọi người? Anh Hùng này hổm anh mua 2-3 lần rồi, rồi ngày hôm qua anh mới mua một cái này nữa nè, rồi cái mình gửi xong rồi thì anh lại nhắn giờ anh lấy thêm cái nữa. Thì đúng ra nếu mình chưa gửi cái kia thì mình sẽ gửi cái này chung với cái kia, còn cái kia thì mình đã đóng gói mình gửi rồi, cho nên bây giờ mình gửi riêng ha. Bây giờ mình quay thêm một cái nữa để gửi cho anh Hùng nha. Anh Hùng ấp Thuận Điền, xã An Hiệp, Châu Thành, Bến Tre. Thì cảm ơn anh rất là nhiều, lần này là anh quay lại mua hàng lần thứ tư thứ năm gì rồi. Nói chung là lần đầu thì anh cũng mua cái CD 80 nè, và về nhà anh xài thì anh cảm thấy anh có nhắn qua mình rồi anh chụp một cái ảnh nữa, anh khen rất là nhiều về độ sáng. Thì cảm ơn anh rất là nhiều, và anh quay lại anh mua lần tiếp theo là cái này rồi cái gì nữa đó, rồi cái ngày hôm qua cái này nữa, rồi bữa nay cái này nữa. Nói chung là mình đam mê thì mình cứ mua lai ra vậy anh em. Cái này chẳng đáng bao nhiêu tiền nha mọi người, cái này chỉ có 570 ngàn thôi, rất là rẻ ha. Và mình cũng nói rõ với anh em luôn á, là đây nè, mình nói rõ để anh em hỏi hoài luôn á. Mình nói là sợ mình đụng chạm tới mấy anh kia chửi mình chết luôn. Ở bây giờ thì nè, CD 6128 nè mọi người, Magen China đàng hoàng ha, hàng của Xin chuẩn chỉ nha anh em, 6128 nha. Đây 6128 nè, đó. Thì 6128 mình báo với anh em á, là tấm pin này nè là 18W, bộ pin lưu trữ ở bên trong á là 10 ampere giờ, và nó có 119 của SMD 5730 với hai màu, màu đỏ và màu trắng. Màu đỏ dùng để đuổi muỗi khi anh em cần treo ở chỗ nào có nhiều muỗi, màu trắng á, là dùng để pha khi anh em cần chỗ nào nó sáng đó. Thì cái đèn này là chuẩn chỉ của JD ha, cái dây sạc này anh em, một nụ dây nè đó. Rồi rồi cái một cái tấm pin nè, một cái đèn đó, rồi một cái thùng ha. Thì hôm bữa mình có làm video mình cộng thử mấy cái đồ món cho anh em á. Tấm pin 18W này giờ bán thị trường rẻ nhất cũng 250 rồi, 250 nè. Bộ pin 10 ampere giờ á là 150 nè, là 250 với 150 là 400 rồi, với lại 119 led này á là cũng khoảng 60-70 ngàn, 70 ngàn đi là 470 rồi, 470 rồi đó. Rồi sau đó nó có cái mạch sạc nè, có mạch sạc nè, có tắc cái ốc vít và cái cục này nè, và cái remote nè đó, rồi cái chá đèn nè mọi người, rồi cái cục nhựa nè mọi người, cục nhựa nè ha đó. Rồi cộng dây 5 m nè đó. Thì anh em thấy là nãy là 470 rồi, còn có 100 ngàn nữa mà nguyên cái đống mình mới kể mọi người đó. Thì mình hay cộng cộng những cái đồ món của những cái đèn lại, thì với 570 thì anh em thấy cộng mấy cái đồ món này lại là nhiều khi hơn 570 nữa. Cho nên mình bán cái này mình tự hào, giá nó rất là rẻ anh em, giá rất là rẻ ha. Còn anh em cứ tham khảo trên mạng ha, mình thấy đa số trên mạng bán 750, 760, có anh kia anh còn bạo hơn, bán gần triệu luôn mọi người đó. Thì mấy anh đó để bán được cái giá cao như vậy thì hiển nhiên là anh báo cái cấu hình không chính xác đó. Thì mình nói với anh em luôn, hàng Zinian nha, là chỉ có cái 6128 này thôi, nó không có sản xuất cái khác đâu. Mình đã nghiên cứu hết cái catalog của Xindian rồi, và bên công ty cũng báo mình là cái loại mà có cái chá này nè là có cái này thôi. Cho nên là mọi người mua, mọi người coi kỹ ha, chứ để tốn nhiều tiền mà mua một cái cũng giống như cái này thôi thì vậy để làm gì, đúng không? Đó thì mình nói vậy, nhiều khi mình đụng chạm rất là nhiều tới mấy anh bán hàng, nhưng mà mình buộc phải nói anh em. Tại vì Zalo mình ngày nào cũng đầy tin nhắn hỏi thăm hết trơn á, hỏi thăm mấy cái này nè, hỏi thăm dữ lắm luôn. Rồi người ta chụp cho mình những cái trang mạng nữa, trang mạng này cũng bán vậy nè, em bán làm sao này kia, rồi giá như vậy sao người ta vậy mà em vậy, cấu hình của em cũng khác của người ta này kia đó. Mình chốt lại với anh em là giống nhau hết nha, không có khác nha đó, chỉ có người bán nói khác thôi và giá khác thôi, chứ giống nhau hết đó. Mình bán cho anh em cái giá này, mình bao giá rẻ nhất thị trường cho anh em đi lục hết cái mạng luôn, anh em kiếm có giá nào rẻ hơn không. Mà cái này là 6128 nha mọi người đó. Thôi mình nói ít ít thôi, tới đó thì được rồi, mình không muốn nói nhiều về vấn đề đó. Anh em tự coi video chắc anh em cũng biết mà đó, có anh em đã mạnh dạn quay lại lần thứ hai thứ ba và lấy một thùng 6 cái luôn á, chứ không phải lấy một cái nữa, lấy về chia cho từng người chơi mọi người.
nó rất là rẻ luôn ha. Mình đang bán chỉ có 570 ngàn thôi, thiệt anh em, mình không biết giữ cái giá này được bao lâu, nhưng mà mình tự hào mình đang bán rất là rẻ luôn đó. Thì mình nhắc lại ha, tấm pin 18W, bộ pin lưu trữ 10 mAh, 119 con led SMD 5730, nhưng mà nó cháy một lần chỉ có mấy chục con à, sáu mấy chục con à, tại vì nó có hai màu mọi người. Rồi một cái miếng thiết làm cái chá, rồi nó tráng một cái lớp bạc phản quang, ở ngoài sau là một cái cục nhựa nha, cục nhựa đó, có anh em báo cục nhôm thật là bậy bạ, này là cục nhựa. Rồi dây sạc 5 m, nằm đây, đây ở trong đây nó có một cái tắc kê ốc vít, ốc chuồn chuồn đầy đủ, có ray đầy đủ nha, cái ray của nó đây để bắt tấm pin ha. Anh em nhớ về nhà bắt tấm pin hơi nghiêng nghiêng vậy thôi ngang, đừng có để tấm pin đứng vậy nha anh em. Trời mình đi mình thấy rất là nhiều anh em gắn tấm pin vậy nè, tôi không biết là ông thợ nào ông chỉ thì là ác, tấm pin vậy làm sao hứng được năng lượng mặt trời mọi người đó. Anh em lắp vậy rất là nhiều luôn á, mình nói là anh em lắp hơi hơi thôi, nghiêng nghiêng vậy nè, hoặc lắp ngang luôn cũng được nữa. Tấm pin này nhỏ nó không có động nước đâu mọi người, cái tấm nhỏ này động được nhiêu nước đâu, trời nắng lên nó rút hết gì đó, nghiêng nghiêng hơi hơi vậy thôi đó, cho nó có nhiều nắng nha anh em. Thôi bây giờ mình sẽ tiến hành mình test ha, gửi cho anh Hùng. Anh Hùng thì khá là quen rồi, anh mua cái đèn này, cái này là cái thứ tư rồi, cho nên là anh khá là quen biết mấy cái đèn này rồi. Mình không cần nói nhiều, mình nói lại cho mấy anh em ở khác á mới vô kênh nghe ha. Rồi bấm auto thì nó sẽ đó, tối nó bật lên mà ngày nó tắt, còn mình bấm nút on đó nó cháy ánh sáng màu trắng ha, trắng trắng xanh luôn, rất là sáng nha mọi người, rất là sáng luôn á, nói anh em tin mình đi, rất là sáng, tại vì anh em mua rồi quay lại mua rất là nhiều. Rồi màu đỏ nè, thấy không, màu trắng nè, đỏ nè, trắng nè, đỏ nè, đó, hàng rất chất lượng chuẩn chỉ đàng hoàng ha. Thôi bây giờ mình sẽ tiến hành đóng gói để gửi tới cho anh em ha, rồi mình nhanh chóng đi gửi hàng cho nó xong buổi sáng nay, chứ để không kịp cũng ngại dữ lắm luôn, mình phải tranh thủ mình gửi thật là sớm đặng cho bưu điện nó chuyển nhanh cho mọi người, đặng tới hàng tới tay mọi người một cách rất là nhanh gọn ha. Thì nhân đây mình cũng thông báo luôn cái JD 300 thì mình vừa hết rồi, mới gói hai cái cho ông chú để đằng kia kìa, để trong nhà mới gói hai cái JDT 300 đó, thì bây giờ nó tạm hết hết trong vòng 3-4 ngày có lại mọi người. Còn anh em bây giờ muốn mua thì anh em mua giúp mình cái GT 200 ha, mình mới hạ giá nó xuống còn có 640 à, mới tặng cho anh em đi cà phê mọi người, hôm nó 6:30 bữa nay 640 cái GT 200 ha, nó rất là chất lượng nha anh em, nó rất là xịn sò luôn. Nhưng mà anh em lo mua cái 300 mà anh em quên cái 200, chứ thực chất cái 200 cũng rất là xịn sò, mong anh em ủng hộ mình cho nó hết cái mấy cái 200 đó cho rồi ha, để mình kéo chuyến hàng tới về cho nó sơm tụ, có chị có em, chứ để không lẽ chuyến hàng tới mình lấy 200 ít 300 nhiều thì cũng kỳ kỳ ha anh. Đó cho nên là anh em mình nhắc lại anh em á là mình còn GDT 200 với giá 640 một cái, hàng rất là xịn sò ha. Anh em có thể vô kênh xem lại video về GDT 200 chỉ có 640 thôi mọi người. Rất là rẻ luôn nha, mà nó đèn nó sáng lắm nha mọi người. Anh em xài an tâm nha. Sáng lắm, hàng GD đâu có đơn giản đâu mọi người. GDT 200 mình đang giảm giá 640, anh em thích liên hệ. Còn cái này hiện tại giá chỉ có 570 thôi. Anh em nào đam mê cứ nhắn qua Zalo 076 687 4311 nha. Thôi xin chào anh em, hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo ha.